Xin chào các bạn. Một bức ảnh đẹp, tiêu chuẩn đầu tiên là phải đạt được độ nét nhất định. Và một bức ảnh không đạt được độ nét thì sẽ có rất là nhiều yếu tố tác động làm cho nó sẽ không có đạt được độ nét như mong muốn. Một trong những lý do đó là sự rung lắc của máy ảnh, của thiết bị chụp. Hiện tại là chúng ta thấy có chiếc iPhone 5S. Chiếc thứ hai chúng ta sẽ đánh giá cái khả năng chống rung quang học, đó là Lumia Nokia 1020. Và chiếc thứ ba đó là LG G2, khả năng chống rung quang học. Và chiếc thứ tư khả năng chống rung quang học chúng ta cần phải đánh giá nó, đó là chiếc HTC One, khả năng chống rung quang học. Sự rung lắc thường xảy ra khi chúng ta chụp ở môi trường thiếu sáng, tốc độ của thiết bị chụp giảm xuống thấp và thiết bị chúng ta cầm tay nó sẽ tạo ra một sự rung lắc nhất định nào đó và ảnh sẽ không sắc nét. Sự rung lắc xảy ra khi chúng ta đi trên các phương tiện giao thông, ví dụ như là xe máy, xe đạp hoặc là xe lửa tàu điện hoặc là trên xe hơi thì có một cái sự rung lắc. Và khi chúng ta chụp một cái ảnh thì nó sẽ bị mất nét vì sự rung lắc đó, hoặc là chúng ta đứng trên một cái thành cầu để chụp một cái phong cảnh, xe chạy trên cầu tạo một cái sự rung động nhất định. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái bài test đánh giá, chúng ta sẽ giả lập một cái sự rung lắc, chúng ta sẽ test ảnh, chụp ảnh trong hoàn cảnh rung lắc và chúng ta sẽ có một cái đoạn clip ngắn quay video bằng này trong cái hoàn cảnh rung lắc giả lập. Nếu mà thiết bị chụp có sự rung lắc thì chúng ta mới thấy rõ được khả năng chống rung của cái máy ảnh. Còn nếu mà đối tượng chụp có sự rung lắc, ví dụ như chúng ta chụp hay quay cái cành cỏ, một cành lau, gió thổi lắc qua lắc lại, thì cái thiết bị này có công nghệ gọi là chống rung hay là như thế nào thì nó vẫn không hiểu được cái cành lau đó hoặc là đối tượng chụp nào đó có sự chuyển động. Đó là cái nhiều bạn nhầm lẫn như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Xin mời các bạn. Anh test nổ máy. Đó. Cả bốn thiết bị sẽ cùng chụp và quay một đoạn clip của cùng một khung cảnh, cùng đối tượng chụp, cùng hoàn cảnh ánh sáng và cùng một cái sự rung lắc do cái xe máy này tạo ra theo từng cấp độ mà chúng ta sẽ thực hiện. Chúng ta thấy là với cái hoàn cảnh ánh sáng này, chúng tôi test ở trên một cái chiếc DSLR hoặc cái máy đo sáng, thì thấy là ở ISO 100 khẩu độ 2.8 thì tốc độ cho chúng ta đề nghị là của máy đo sáng đề nghị là từ 1/10 cho đến 1/15 giây. Như vậy với cái tốc độ đó thì là khả năng rung lắc khi mà chúng ta cầm thiết bị vào tay sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ hoàn toàn để ở chế độ chụp hoàn toàn là tự động auto, không có sự rung lắc. Chúng ta đo sáng và lấy nét vào cái con gấu này rồi chụp, đo sáng và chụp tấm thứ hai. Sự rung lắc ở thực tế xảy ra là chúng ta di chuyển trên xe. Rồi. Tấm thứ nhất ở hoàn cảnh là không có sự rung lắc. Một tấm ở roda. Thứ tư là sự rung lắc. Em đánh cho thoải mái. Tấm ảnh ở chế độ tự động hoàn toàn, ở bình chế độ bình thường. Tấm thứ nhất. Khoan, để tấm một này. Rồi. Bây giờ anh chụp tấm đầu tiên này ở ô tô hết nha.
Đây ha, đồng hồ đo đây. À, em sẽ đưa cái này vô đúng không? Rồi, 10 giây tiếp theo chúng ta sẽ có sự rung lắc cấp 1. Rồi, 10 giây tiếp theo chúng ta sẽ có sự rung lắc cấp 2. Và 10 giây thứ 3 chúng ta sẽ tăng ánh sáng cho đối tượng. Mười giây tiếp theo. Tại cái khúc đầu kệ nó, nhưng mà để cho em thấy luôn cấp 1 nè. Luôn cấp 2. Tăng ánh sáng. Xuất vô máy tính mới biết thế nào. Bạn, chúng ta vừa mới thực hiện đánh giá cái hiệu quả của khả năng chống rung quang học của các cái thiết bị di động này. Thứ nhất là chúng ta nên nhớ là các cái máy mà chúng tôi đã vừa mới thực hiện cái buổi đánh giá là các máy của hãng cho mượn với cái bản ROM phần mềm là đang là bản nguyên gốc, cho nên là ở đây chúng ta chỉ đánh giá cái khả năng chống rung quang học của thiết bị mà thôi. Còn về màu sắc và về các cái yếu tố khác thì chúng ta không có đủ cơ sở cũng như độ chính xác để mà đánh giá trong cái bài viết này. Mỗi thiết bị có hiệu quả của khả năng chống rung quang học ở một cái mức độ nhất định khác nhau. Chúng tôi sẽ nhường cái phần đó để cho các bạn qua các bức ảnh được chụp lại ở từng cái cấp độ chống rung mà chúng tôi đã set up. Cũng như là những cái phim, những cái đoạn clip video ở các cái cấp độ rung lắc mà chúng tôi đã vừa thực hiện. Xin cảm ơn tất cả các bạn.